Hello, xin chào mọi người. Mình là Tip Vlog. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cái plan phân tích kế hoạch đi lệnh cho con vàng của ngày hôm nay nha mọi người. Tức là thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2024. Ngày hôm qua thì con vàng nó có làm cái pha tăng khá là mạnh, nhưng mà nó cũng nằm trong cái dự tính của mình thôi. Nhưng mà rất tiếc là hôm qua là mình không có một cái lệnh bờ nào để mà gồng lên chỗ này cả. Bởi vì thực ra thì những cái vùng giá này đối với mình nó rủi ro hơi cao, thế nên là mình cũng không dám gồng xa. Hôm qua thì mình có bắt một cái lệnh bờ ở chỗ đoạn 52 này và mình scalping trong phiên Âu thôi. Bởi vì là từ phiên Á đến phiên Âu hôm qua thì nó cứ sideways trong một cái dải như này và cũng không dám gồng xa vì cái chỗ này nó rủi ro nó cao quá. Thế nên hôm qua là mình cũng chỉ dám scalping trong cái biên này và không có một cái lệnh nào để gồng lên trên đây cả. Nhưng mà hôm qua thì mình cũng có làm một cái lệnh short ở chỗ 70, nhưng mà mình cũng chốt ngắn, chốt ở 65. Cũng không gồng được xa lắm vì hôm qua cái từ lúc 9 giờ đến 10 giờ thì nó cứ sideways ở trong cái chỗ này và mình sợ là nó vọt lên cao hơn, thế nên là mình chốt ngắn ở chỗ đoạn 65 này. Ngày hôm nay thì mình cũng không có bắt được một cái lệnh bờ nào lên cả vì thực sự là cái vùng giá này nó đối với mình cũng khá là cao rồi. Mặc dù là theo như cái kinh nghiệm của mình ấy thì thường là phiên Á là nó sẽ FOMO theo hành vi của phiên Mỹ. Tức là hôm qua đây thì phiên Mỹ nó đẩy lên khá là cao thì thường là lúc sáng ra là phiên Á là nó sẽ đẩy lên tiếp chứ nó không có chỉnh mạnh lắm. Cùng lắm thì nó gọi là nó sẽ chỉnh về một cái điểm đẩy ở trong đêm phiên Mỹ rồi chứ nó cũng không chỉnh quá là sâu. Mặc dù là biết là vậy nhưng mà mình cũng không dám bắt một cái lệnh bờ nào lên cả, mà hôm nay thì phiên Á nó cũng không đi được nhiều giá lắm. Từ 73 này đến 82 là 9 giá. Cũng rất là may mắn là hôm qua thì trước khi đi ngủ đấy mình có kê hai lệnh short ở chỗ đoạn 73.5 và 77.5, bởi vì là lúc đó là mình tính toán theo cái kinh nghiệm thông minh của mình là nó vẫn còn một cái nhịp đẩy lên nữa. Thì hôm qua thì chính xác là cái lúc sáng sớm nay thì mình dậy thì nó cắn được cái lệnh ở 73.5, nhưng mà lúc đó thì mình áp dụng cái kinh nghiệm thông minh của mình đấy thì nó phiên Á thì nó thường FOMO nó đẩy lên tiếp, thế nên là mình té hòa luôn cái lệnh đấy và mình cũng out luôn cái lệnh limit short ở chỗ 77.5, chứ không thì chắc là bây giờ là âm rồi, kèn luôn rồi. Bởi vì là từ sáng đến giờ nó cũng chỉnh không được nhiều giá lắm. Từ 82 này về chỗ đoạn 76 thì nếu như mà mình còn giữ cái lệnh limit ở chỗ đoạn 77.5 thì nó cũng chỉ dương được có một giá thôi cũng không được nhiều. Và ngày hôm nay thì sao? Ngày hôm nay thì mình không có cái lệnh bờ nào thì mình sẽ tìm kiếm một cái điểm short xuống, vì thực ra thì cái vùng giá này áp lực chốt lời cũng khá là lớn rồi. Trước mắt thì mình sẽ canh short ở cái khu vực 2787 và 2791. Nó nằm trong cái dải này từ giờ cho đến phiên Âu nha. Tức là cái plan canh short cái vùng này của mình là nó chỉ áp dụng từ giờ cho đến phiên Âu thôi. Bởi vì hôm nay là nó có hai cái tin khá là mạnh, cái tin như gì nhỉ? ADP Non Farm. Cái tin đấy là cái tin non mà mình hay gọi vui là tin non farm hàng fake. Nó là của một cái công ty tư nhân Mỹ nó đánh giá về cái chỉ số non farm ấy, chứ nó không phải là cái tin non farm hàng real vào thứ sáu tuần này. Thế nên là cái tin hôm nay thì nó gọi là có cái độ mạnh trung bình. Thế nên là kịch bản của mình hôm nay là canh short chỗ này là chỉ áp dụng từ giờ cho đến phiên Âu, nó mà đẩy được lên chỗ này thì mình short xuống. Và short xuống chỗ nào? Trước mắt thì mình sẽ short xuống cái điểm này. Từ đây short xuống đây. Tức là nó sẽ đẩy, mình sẽ short xuống cái vùng đẩy của phiên Á này. Tầm khoảng 73 chấm mấy ấy. Đây, 74 đi. Và anh em nào mà kỳ vọng xa hơn thì có thể là short xuống cái khu vực 59. Tức là cái vùng đỉnh cũ đấy, 58-59, nhưng mà anh em nên chốt non một chút, chốt non tầm khoảng 1-2 giá chứ đừng đánh nó cặn được quá, là đôi khi là thiếu có 0,1 giá là nó lại không cắn được target mà nó lại vọt bố lên luôn. Đây chốt non thôi, đây nó tầm khoảng giá này thôi đấy. Nhưng mà cái quan trọng là mình cũng có thể gồng được từ chỗ này xuống thẳng chỗ này hay không thì nó này là cái câu chuyện khác, nó còn phụ thuộc vào thị trường nó trả lời nữa. Bởi vì là đôi khi là nó phải lên tận 2008 cơ, nó mới xuống chỗ đó, thế lên nên là cũng không biết thế nào được.
Thì view của mình thì ngày hôm nay thì chắc là không có cái giá 2.800, nó nên căng lắm tầm khoảng 95 này, 95 hoặc là 97 đấy. Mình nghĩ là hôm nay là sẽ không không có cái giá 2.800 đâu. Giờ giá 2.800 phải đợi cho ngày thứ năm hoặc là thứ thứ sáu thì đây lên cao lắm thì chắc chắc lên được chỗ này tầm khoảng 95 đến 97, thì mình nghĩ là maximum của ngày hôm nay này. Đây có thể là Mỹ nó sẽ lên được chỗ này, bởi vì hôm nay nó có cái tin cũng khá là mạnh, mà cái độ mạnh nó thuộc dạng tin trung bình, thì nó có thể là lúc tin ra thì nó giật được lên chỗ đó. Tin 19:30 ra giật được lên đây. Còn chỗ này thì nếu mà anh em muốn chắc ăn thì nên nên chốt chốt trong một cái biên thôi, cái biên ở trong phiên Âu và phiên phiên Á thôi, chứ nếu mà tham vọng kỳ về chỗ này ngay thì nó có thể là anh em sẽ bị dính SN trước khi mà nó về được chỗ đó. Đoạn này là chờ cho phiên Âu. Bây giờ thì nó mới loanh quanh cái chỗ đoạn giá 77 78 thì mình nghĩ là từ giờ cho đến trưa thì nó chưa chắc nó sẽ qua được cái giá này, mà phải có thể là phải đợi đến phiên Thụy Sĩ hoặc là phiên Âu nó mới có. Đoạn này có lẽ phiên Thụy Sĩ hoặc Âu mới có. Phiên Thụy Sĩ thì theo thăm minh của mùa hè thì nó là từ lúc 13 giờ chiều anh em ạ, còn phiên Âu là từ 14 giờ chiều, thì khả năng là cái lúc 13 giờ chiều là nó mới có được cái giá từ 87 này. Còn bây giờ thì có thể là thằng Á thì nó cứ sideway ở trong trong cái biên này thôi, anh em mà liều thì có thể là đánh đánh trong cái vùng sideway này và ưu tiên cái lệnh bờ lên, nhưng mà tất nhiên là bờ cái giá cao này nó cũng rủi ro. Mình cho cái font chữ nó nhỏ đi chút, to quá đấy. Còn nếu như mà anh em mà sợ hụt kèo thì có thể là cái short limit ở chỗ đoạn 85 này, tất nhiên là SN nó xa phết đấy, bởi vì là anh em mà xác định là khi mình dò một cái đỉnh ATH mới này là phải xác định là chơi SL dài, nhưng mà nếu mà dò đúng đỉnh thì có thể ăn được một cái lệnh rất là nhiều giá. Thường thì theo một cái tập tính của thị trường là mỗi lần mà nó tạo một cái đỉnh ATH mới là thường thì nó hay có một cái cú chỉnh ít nhất là 20 giá, thậm chí là anh em có thể ăn được một cái lệnh 50 giá ở trong trong một phiên. Thế nên là đôi khi là mặc dù là rủi ro cao SL dài nhưng mà vẫn vẫn đáng để mà chúng ta đánh đổi, bởi vì là biết đâu để ăn ngập miệng. Tất nhiên là độ rủi ro nó cao rồi, SL nó cũng không phải là ngắn đấy. Thì cái plan của mình trước mắt là nó là như thế này. Thực sự thì những cái vùng này thì nó mang tính chất là kiểu đo đạc tâm linh thôi, ông nào chơi Fibo thì cũng nó cũng chỉ mang tính chất từ tâm linh thôi, chứ còn chẳng ông nào mà có thể khẳng định chắc chắn là nó chỉ lên được lên chỗ này xong là nó sẽ chỉnh xuống. Còn những cái này thì mình chỉ mang tính chất là đo thôi, chứ còn mình cũng không 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 chắc chắn là nó sẽ dừng ở chỗ nào cả. Nhưng mà trước mắt là cái view của mình ngày hôm nay thì mình cho rằng là nó lên cao cao nhất là 97. Còn cái giá tầm khoảng trên 2.800 ấy nó có thể là dành cho thứ thứ năm hoặc là thứ sáu. Thì mình đang cái plan của mình là hôm hôm thứ sáu thì mình sẽ canh big short xuống. Thì mình kỳ vọng là hôm thứ sáu là mình sẽ ăn được một cái lệnh short tầm khoảng mét cũng phải 50 giá. Nhưng mà khả năng hôm đấy là có thể là nó có một cái xác suất nào đó mà cho mình ăn được cái lệnh short 100 giá, nhưng mà cái quan trọng là short ở cái giá nào. Và mình nghĩ là từ giờ cho đến hôm thứ sáu thì nó nên ít nhất là tầm khoảng 2.806, còn cao hơn nữa là khoảng 2.814. Nhưng mà cái đấy là cái câu chuyện của một hai ngày sau, chứ còn bây giờ thì mình cứ lên cái kế hoạch đánh của ngày hôm nay đã, còn còn những ngày sau là cứ tính sau. Thì quan trọng là ăn kiếm được tiền của ngày hôm nay đã.
Còn bờ chỗ nào bờ thì tất nhiên là phân ra như thế này. Nếu như mà anh em mà scalping trong trong phiên thì không nói làm gì, nếu mà scalping trong phiên thì cứ cứ loanh quanh ở mấy cái điểm này mà đánh lên thôi. Ngày hôm nay thì mình nghĩ là từ giờ cho đến phiên Âu nó không chỉnh được sâu đâu. Xem là đỉnh của phiên phiên Âu hôm qua là 71. Xem lại lúc mấy giờ đi. À phiên phiên Âu hôm qua cái lúc lúc 8 giờ nó mới đẩy được 57, nhưng mà cái điểm điểm bờ đi. Thì anh em phải đợi ít nhất là cái giá này lên. Giá này lên nha. Nó tầm khoảng đâu. Tức là cái vùng đỉnh cũ đấy. Cái vùng đỉnh cũ thì nó sẽ là vùng vùng hỗ trợ. Xem thằng Mỹ vào thế này. Mỹ vào lúc 8 rưỡi. Thằng Mỹ đẩy từ chỗ này lên. Nó cũng rủi ro khá là cao đấy anh em ạ. Thực sự đi mặc dù là cái vùng này thì theo phân tích kỹ thuật thì nó sẽ là vùng hỗ trợ, nhưng mà rủi ro nó rất là cao. Nói chung là cái vùng này anh em chỉ nên trước tiên khi mà mình trước khi mà mình vào lệnh mình phải quan sát phản ứng đã, không là có thể là nó phi một phát qua luôn đi. Nói chung là không không biết thế nào được, bởi vì là theo kinh nghiệm của mình ấy, thì nếu như mà đánh theo cái vùng đẩy của phiên Mỹ thì nó mãi tận chỗ này cơ, tận cái chỗ khu vực 48 này cơ, chứ không phải là cái khu vực 57 59 này. Nhưng mà về phân tích kỹ thuật thông thường thì vùng đỉnh cũ sẽ là vùng hỗ trợ, thì nó có thể là nó sẽ có chút phản ứng. Nhưng mà cái vùng mà đẹp nhất ấy, anh em ạ, chính là cái vùng này. Nhưng mà nó sâu quá, sâu sâu như thế này thì không biết là hôm nay nó có được hay không nữa. Tức là cái vùng tầm khoảng 38 này. 38 đến đến 39 thì đấy chính là cái vùng mà mình canh bờ hôm qua đấy, nhưng mà nó không xuống tới. Nó không xuống tới đấy, thì đây mới là cái vùng mà mình thấy ngon ăn nhất. Bởi vì anh em thấy đấy, hôm qua nó tích lũy, nó gom hàng ở chỗ này rất là nhiều, thì đây mới là một cái vùng tiềm năng. Chứ còn cái vùng này là rủi ro cao nha. Rủi ro cao mình ghi rõ ở đây. Hôm nay anh em này vã von to ở đây này là có khi là chết bất xác ấy. Rủi ro cao, rủi ro cao vì ai cũng nhìn thấy. Về phân tích kỹ thuật cơ bản thì gần như là ai cũng nhìn thấy cái điểm này. Mà thường thì cái vùng mà nhiều người nhìn thấy thì nó thường hay hay đục một phát qua luôn đó. Vùng tiềm năng, chỗ này là vùng tiềm năng xác suất phản ứng cao. An toàn, rủi ro thấp, phản ứng cho ăn nhiều giá hơn. Mà đây là cái plan chỉ áp dụng cho ngày hôm nay nha mọi người, bởi vì là cái này thì anh em không thể bê cho những cái ngày khác được, biết đâu này cái hôm hôm thứ sáu này nó xả về tận chỗ vùng 2714 này này, chính là cái vùng mà mình cảm thấy ngon ăn nhất cho ngày hôm qua. Nhưng mà hôm qua thì nó lại không có đạp sâu. Hôm nay thì cả lăng là nó không có cái xác suất để mà đạp về cái vùng 2714 được. Đấy thì trước mắt cái plan của mình thì là canh sọt một trong hai điểm này xuống 87 đến đến 91 là từ giờ cho đến phiên Âu. Còn nó cũng có thể là lúc tin ra thì nó giật được lên chỗ này tầm khoảng 95 và 97, không không biết được.
Nhưng mà trước mắt thì mình cứ chuẩn bị hai cái lệnh limit ở cái khu vực 87 91 này cho cái phiên Thụy Sĩ hoặc là phiên Âu đấy. Còn bây giờ thì phiên phiên Á thì chắc chắc từ giờ cho đến trưa là nó sẽ không có được cái giá đấy, bởi vì là Á hôm nay khá là yếu. Thực sự thì mặc dù là đợt này đấy là con vàng nó tạo cái đỉnh ATH mới gần như là liên liên tục luôn, nhưng mà cái biên độ đỉnh mới so với lại đỉnh cũ nó càng ngày nó càng ngắn dần, nó không được xa cho lắm. Cho nên là mình nghĩ là cái bây giờ cái áp lực bán cái áp lực chốt lời nó cũng rất là lớn rồi. Mà nếu mà xét về cái chu kỳ dòng tiền ấy, thì thường thì cái quý cuối năm là cái quý mà có rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới nào nó hay bán vàng ra. Thứ nhất là nó để chốt chốt lời, chốt sổ sách, và thứ hai là nó để trả lợi nữa. Đấy thì thường thì cái áp lực xả nó rất là lớn. Bên này mặc dù là tháng này thì nó có cái tin liên quan tới lãi suất, nhưng mà mình nghĩ là cái tin này là nó thị trường vàng là nó chạy trước tin rồi, kể cả mấy cái tin chiến tranh gần đây nữa thì thường là nó sẽ chạy trước tin. Có thể là lúc mà nó có đánh nhau thực sự đấy thì lúc đó thì nó lại xả vàng ra, nó lại chạy ngược tin, bởi vì là có thể là nó đã chạy chạy trước tin rồi, lúc lúc tin ra thì nó lại chạy ngược lại. Tuần này anh em chú ý nha, tuần này có cái tin khá là mạnh là tin non farm, nhưng mà mình nghĩ là cái tin non farm của tuần này nó chỉ làm nền cho cái tin lãi suất của tuần sau thôi. Cái tin tin lãi suất của tuần sau nó quan trọng hơn, và cái tin lãi suất của tháng 11 này nó rất là quan trọng nha. Thực sự thì mình nghĩ là khả năng là đến thứ sáu tuần sau là chúng ta có thể làm một cái pha big short, thậm chí là có thể ăn được 100 đến đến 300 giá big short. Thế nên là anh em chuẩn bị tiền cho thứ sáu tuần sau nha. Nhưng mà cái quan trọng là sọt ở chỗ nào thì hiện tại thì chúng ta vẫn chưa rõ, bởi vì là biết đâu đấy, mặc dù là mình tính toán là nó lên tầm khoảng 2.800, nhưng mà biết đâu thực tế đấy nó lại lên tận 3.000, thì anh em mà lại giải sọt to luôn từ chỗ này là có khi là mất xác luôn đấy. Thị trường giờ nó chạy rất là khó đoán. Mình thì mình trước mắt thì mình tính toán là từ giờ cho đến thứ sáu thì nó chỉ lên tầm khoảng 2.800 một bốn hoặc là 2.816 là tối đa cho tuần này thôi, còn sang tuần sau thì chưa rõ. Nhưng mà trước mắt là cứ tính view của ngày hôm nay đã. Đấy thì đây đây là cái plan của mình trong ngày hôm nay. Còn nếu mà đánh scalping ngắn thì cái này anh em phải linh hoạt nha, bởi vì thực sự thì để mà làm một cái video mà tính toán cả những cái entry mà mình scalping ngắn từ 3 đến 5 giá thì nó rất là mất thời gian, mà cái đấy là con nó lại còn phải linh hoạt theo cái timing và cái kiểu kiểu sóng nữa. Chứ mà để mà làm chi tiết được tất cả những cái entry đưa đi lệnh scalping ngắn cho trong phiên này thì thực sự thì nó làm cái đấy nó rất là dài dòng, và nó cái đấy thì anh em phải linh hoạt và phải nhạy bén thì mới chơi được. Mình thì tất nhiên là mình chơi cả hai kiểu swing và scalping, thì mình vẫn có những cái lệnh mà mình ăn ngắn tầm khoảng 3 đến đến 5 giá trong phiên như thế này. Nhưng mà cái đấy thì mình không thể chi tiết trong video được. Trong một cái video nếu mà chỉ chi tiết tất cả những cái này thì nó dài lắm, có thể là một cái video nó kéo dài đến 1 tiếng liền. Thôi có lẽ là mình cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem nhé.